Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình sẽ làm kem bơ nha. Kem bơ túi, ngon, mềm mịn nè. Thì á, các bạn làm ở trong ly cũng ngon luôn. Mình làm trong cái túi nhỏ nhỏ như nè, ăn cũng tiện. Làm sẵn vậy á, thì mình để được 1 tháng luôn á. Kem mềm mịn, ngon lắm, mà nó không có bị dâm đá. Ăn được lâu, mà làm thì nhanh gọn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Mình có chuẩn bị bơ, bơ này á, là bơ 034 ha. Cái bơ này thì nó sẽ dẻo ngon hơn so với các loại bơ khác á. Nó cái màu nó cũng đẹp nữa, mình làm vào trong kem á, nó lên cái màu xanh, nhìn đẹp mắt hơn và nó dẻo cho kem của mình hơn. Tiếp theo á, thì mình có đây là 300 ml sữa tươi loại không đường, 150 g sữa đặc ha, một hũ sữa chua khoảng 100 g. Ở đây là 100 g đường. Bơ á, thì các bạn chọn cái loại bơ chín. Bơ này á, thì mình cũng có chia sẻ một video cái cách để mình ủ bơ á, cho nó chín, chín ngon từ đầu cho đến cuối luôn mà nó không có bị sượng. Trái bơ nó cũng không có bị thối đầu nữa. Dễ lắm. Các bạn có thể tìm tham khảo thêm hai cái video chia sẻ cái cách ủ bơ nha. Rồi bây giờ mình sẽ lột hết cái phần vỏ này ra. Bơ này nó vừa chín tới thì cái màu nó không có được đậm bằng so với cái bơ mà các bạn chọn, mà cái bơ chín tới nhiều nó mùi á, cái màu nó sẽ đẹp hơn nha, tùy thích à. Cắt ra nhỏ nhỏ. Thì công thức hôm nay thì mình sẽ dùng 3 trái bơ nha. Một trái vậy á, là khoảng 300 cho đến 400 g á, tùy theo các bạn thích ăn bơ nhiều hay là bơ ít. Mình cũng xắt nhỏ nhỏ cho hết vô trong cối vậy nè. Ba trái này là cũng 1 ký. Đường cũng cho vô luôn. Cái phần đường này là mình thấy cái kem nó ngọt đậm đà rồi. Rồi các bạn cho sữa đặc vô luôn ha. 150 g thì khoảng 7 muỗng canh. Sữa tươi mình cũng cho vô luôn. Chọn cái loại sữa không đường á, thì nó sẽ béo và nó thơm hơn cái loại có đường. Một hũ sữa chua giúp cho kem của mình nó có cái vị chua chua và nó béo ngon hơn. Còn các bạn không thích thì bỏ qua cũng không sao. Mình sẽ xay cho hỗn hợp này nó mịn lên. Cái kem này á, mình làm theo kiểu này á, cũng là cái cách mà mình là làm cái sữa chua bơ luôn á. Thay vì á, là mình ủ lâu. Xay cho hỗn hợp của mình nó mịn xong rồi là được rồi. Cái này nó sẽ hơi đặc một chút. Cái phần kem đã xong. Bây giờ các bạn gót nó ra cái ca nhỏ nhỏ cho nó có cái mỏ nhọn vậy đó. Một chút nữa mình gót vô trong cái túi. Cho vào trong những cái túi nhỏ nhỏ vậy nè. Túi làm kem hay là làm mà da ua. Hoặc là các bạn cho vô những cái ly nhỏ cũng được nữa. Cái ly mà có cái hộ nắp á, mình đậy lại giống như hũ sữa chua cũng ngon luôn. Cho vô túi thì nó sẽ tiện hơn. Rồi mình sẽ buộc nó lại ha. Cái hỗn hợp kem này á, nếu như các bạn làm sữa chua á, thì mình làm cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái lượng sữa chua nó sẽ gấp đôi lên. Thì á, mình dùng 2 hũ sữa chua rồi cái cũng cho vô vậy nè. Cái lượng đường thì có thể không cho cũng được nha. Sữa chua thì mình không có cần ngọt nhiều. Rồi cái ủ, ấm ấm vậy đó, ủ khoảng chừng 8 cho đến 10 tiếng là nó sẽ ra cái sữa chua bơ luôn á. Cũng góp vô hết những cái túi rồi các bạn buộc kín lại. Mình buộc chặt luôn ha. Vậy nè, cái chút nữa mình cho vào á, mình đông đá lại á, thì nó cứng lại nó ngon à. Làm xong hết rồi nè. Thì cái nguyên liệu của mình làm ra được bao nhiêu đây túi nha. Kem bơ cái màu đẹp quá chừng luôn á. Màu tự nhiên từ bơ. Rồi bây giờ các bạn sẽ để vô trong tủ đá ha. Mình đông lạnh nó khoảng 4 cho đến 8 tiếng là kem nó đặc lại. Mình đem từ trong tủ đá ra. Bây giờ mình thấy nó đặc cứng và nó ngon rồi. Tùy theo cái tủ nữa. Nếu các bạn thích nó cứng nhiều quá thì mình để khoảng 8 tiếng. Còn thích mà nó dẻo dẻo thì mình để khoảng 4 tiếng thôi. Kem này á, mà mình để trong những cái hộp nhựa hay là cái ly gì đó, 4 tiếng ở trong tủ đông, tự động nó sẽ thành cái kem mềm mịn luôn. Rồi cho thêm đậu phộng nữa là nó ngon.
Còn mình làm vậy là làm kem túi giống như là đá bịch. Thì mình sẽ ủ cho nó đặc cứng. Thì mình sẽ để cho nó cứng và nó đông lại nó mới ngon ha. Và đặc biệt á, là nó không có bị dâm rá đâu. Rất là mềm mịn luôn. Mình lấy ra ngoài chút xíu á, là nó dẻo lại liền luôn. Chứ nó không phải cứng giống như là các bạn làm đá bịch. Vì bơ này nó dẻo nè, kết hợp thêm sữa nữa. Nó dẻo mà nó thơm lắm. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử ha. Kem bơ túi hay là kem bơ sữa. Độ ngọt đậm đà nè. Và thơm, dẻo nữa. Rất là thơm cái mùi bơ luôn. Ngon lắm. Làm vậy thấy nó nhanh. Bỏ ra ít phút thôi à. Cho vào trong cối sinh tố các bạn xay xong. Là mình cho vào trong túi rồi cái đem đông đá để có kem ngon. Giải khát nè. Mà còn ngon miệng nữa. Thay vì các bạn phải cho vào trong ca mình đập đá hay là mình xay sinh tố, thì làm kiểu này nó còn ngon hơn là mình uống sinh tố nữa. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng ha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.